bởi vì kinh nghiệm của một tập đoàn mà đã thành công có thương hiệu trên thị trường, được cộng đồng trong nước và quốc tế biết đến như FLC, thì chúng tôi phải trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ, nếm trải rất nhiều đắng cay, có cả đắng cay có cả ngọt bùi. Thế nhưng mà để chia sẻ cái kinh nghiệm để trở thành một doanh nghiệp có thương hiệu như ngày hôm nay, thì tôi chỉ khuyên các bạn khi khởi nghiệp thì như anh Hồng Anh nói, tức là cái sự kiên trì. Tôi thì kiên trì là đặt lên hàng đầu, và cái kiên trì và tâm huyết, làm cái gì cũng phải hết sức tâm huyết, cho dù là nhìn thấy phía trước có thể rất khó khăn. Như tôi khởi nghiệp để có ngày hôm nay thì tôi trải qua chặng đường là 3 ngành nghề mà tôi bắt đầu khởi nghiệp. Khi ra trường tốt nghiệp đại học luật thì tôi là khởi nghiệp là một thành lập một văn phòng luật sư. Các bạn biết là để mà tư vấn luật cho đất nước của chúng ta, cho doanh nghiệp của chúng ta tại thời điểm đầu những năm 2000 là vô cùng khó khăn, bởi vì nhiều doanh nghiệp chẳng cần hiểu biết pháp luật và y theo cái một là cái quan hệ, hai là nhờ các cơ quan quản lý nhà nước tư vấn luôn, đỡ phải nhờ luật sư. Thế nhưng mà cá nhân tôi cũng như là tôi anh em cán bộ công ty văn phòng luật lúc tại thời điểm đó nhìn thấy phía trước vô cùng khó khăn, nhưng vẫn kiên trì, vẫn kiên định mục tiêu của mình là phải đưa văn phòng luật sư trở thành một cái văn phòng có uy tín ở trên thị trường dịch vụ pháp lý. Và đầu những năm 2000 thì đến năm 2005, từ sau 5 năm thì chúng tôi văn phòng luật sư chuyển đổi thành công ty luật Ethics, và đến năm 2007, sau 7 năm hoạt động thì công ty luật này trở thành một hãng luật có uy tín và trong top 10 của các hãng luật tại thời điểm đó rồi. Và sau khi khởi nghiệp và thành công tại công ty luật thì được khẳng định là một hãng luật có uy tín, cung cấp dịch vụ pháp lý cho thị trường của Việt Nam. Nên tại thời điểm ấy thì chúng tôi đã được Thủ tướng Chính phủ cấp bằng khen, công ty luật đầu tiên của Việt Nam được cấp bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đấy là cái khởi nghiệp mà trước đây hơn 10 năm, gần 20 năm. Khởi nghiệp thứ hai mà tôi lại quay đầu khởi nghiệp tiếp, đó là dấn thân vào lĩnh vực bất động sản. Bất động sản thì làm từ năm 2007 2006 bắt đầu, 2007 tức là đang làm công ty luật mà chuyển thành công ty bất động sản, thì các bạn biết tiếp tục là phải khởi nghiệp, phải tìm hiểu về lĩnh vực bất động sản. Nếu mà kể đây ra đây thì rất là nhiều câu chuyện để các bạn tìm hiểu, và các bạn tôi rất muốn là nghe các bạn hỏi. Thì chứ còn tôi mà kể từ giờ đến sáng mai không hết được cái câu chuyện khởi nghiệp, nhưng mà tôi chỉ nói tóm tắt ba cái mốc, tức là 2006 2007 thì tôi bắt đầu chuyển sang bất động sản. Và sau hơn 10 năm thì các bạn cũng thấy là FLC ngày hôm nay trên thị trường bất động sản là chúng tôi đang là trong top đầu của thị trường bất động sản của Việt Nam. Và chúng tôi có cách làm riêng và cách đi riêng. Thì cách làm riêng, cách đi riêng như thế nào thì cũng rất cần có câu hỏi của các bạn. Các bạn muốn hỏi tôi gì thì tôi sẽ trả lời sau. Thế nhưng mà để có cách làm riêng, cách làm khác, nghĩ khác thì mới có được cái bước tiến gọi là vượt bậc, đột phá, mới nằm ở trong top đầu. Và tiếp theo năm 2018 thì tôi lại tiếp tục khởi nghiệp với một cái ngành nghề kinh doanh mới nữa, đó là lĩnh vực hàng không. Và năm 2010 để chuẩn bị cho 2018 thì chúng tôi, cá nhân tôi cũng đã phải suy nghĩ, phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng từ năm 2016 2017 để có cái bước chuẩn bị, và đến tháng 1 năm 2018
2019 thì chuyến bay đầu tiên của FLC đó là hãng hàng không Bamboo Airways đã ra đời. Và các bạn biết là Bamboo Airways thì đến nay là bay hơn 6.000 chuyến bay chỉ trong mấy tháng, tức là mỗi tháng bây giờ là bay hai có gần 2.000 chuyến bay, và tỷ lệ lấp đầy của hãng hàng không Bamboo là trên 80% mỗi chuyến bay. Còn thông thường thì những cái chuyến bay mà từ Hà Nội Sài Gòn thì đương nhiên là gần như 100% là tỷ lệ lấp đầy. Thế các bạn cũng thấy rằng là cái việc mà khởi nghiệp của ba lĩnh vực này với FLC và cá nhân tôi đến giờ phút này, cho dù là có rất nhiều khó khăn, nhưng mà đến giờ phút này là đều khẳng định là đã khởi nghiệp và thành công, và không những thành công mà còn thành công rực rỡ. Đấy là tôi tóm tắt về cái sự nghiệp của tôi, cũng có ba cái mốc mà tôi khởi nghiệp, và ba cái mốc này thì tôi đến giờ phút này đều gọi là cá nhân tôi, cũng như thị trường, cũng như là cán bộ nhân viên, cũng như là cơ quan quản lý nhà nước, cũng như là bạn bè đối tác đều đánh giá là đã và đang thành công và hơn cả mong đợi. Xin cảm ơn câu hỏi của anh chị.